Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Nguyễn lại ra một cái video mới. Các anh chị nào xem chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ha. Và nhớ bấm nút like cho kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em. Ngày hôm nay thì Nguyễn cho mọi người xem cái cây năm cánh trắng Quế Phong nó nở hoa. Hoa đẹp hay không thì tùy mọi người nhìn nhận ha. Mời mọi người xem. Đây là cây năm cánh trắng Cố Hương. Cây này thì Nguyễn mua lúc nó đang nụ mọi người ạ. Và cái cây này nụ của nó là cũng là người ta làm để cho nó nở vào mùa xuân thôi. Thì Nguyễn mua cây đang nụ để về quay hoa cho mọi người xem. Rồi trước hết chúng ta đánh giá về cái thân hoa một tí để có một cái nhìn nhận nó tương đối nó khách quan hơn về cái mặt hoa. Thì cái thân này nè, nhìn ở phần đầu nó không được mập mọi người, nó nhỏ xíu à. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Là cái cây này nó chưa đủ già. Tại vì một cái cây mà đủ già thì cái thân của nó phải tích chất lên tới phần trên đầu ngọn và mập lù ở trên này. Có nghĩa là khi người ta kích cái cây này là nó còn còn khá là non. Chính vì vậy những cái vết kích ở phần trên này nè là nó không ra hoa mọi người nha, nó không ra cái gì cả tại vì nó quá non. Và bên cạnh đó nữa thì Nguyễn đã ngắt xuống rất là nhiều những cái hoa nó bị biến dạng nè. Bị biến dạng. Nó không ra một cái khuôn hoa hoàn chỉnh mà nó bị biến dạng. Nó bị biến dạng như này. Và hoa thì lại nhiều trên một số mắt hoa đã kích dẫn đến tình trạng là hoa nhỏ và hoa bị biến dạng. Thì đối với những cái hoa như thế này thì chúng ta khoan hẳn đánh giá về cái vẻ đẹp của nó và chúng ta chỉ xem qua để chúng ta biết được là cái màu sắc của nó và một cái nét cơ bản của nó như thế nào thôi. Còn để đánh giá cái hoa này nó chúng ta phải chờ một cái hoa nó phải chín mùi thật là xuất sắc thì chúng ta mới đánh giá được. Còn bây giờ cái hoa được kích trên một cái thân rất là ốm yếu như thế này và rất là nhiều hoa biến dạng như thế này thì chúng ta không có đánh giá được mọi người ha. Thì trong đó có một cái hoa này tạm gọi là chấp nhận được thì mình sẽ quay cái hoa này cho mọi người xem. Năm cánh trắng Cố Hương thì về cây này là một cây mũi trắng tinh. Đó. Cây mũi trắng tinh ha. Lưỡi thì tròn. Đôi mắt của nó thì màu hồng. Đôi mắt màu hồng cũng rất là gọn ha, nhọn như thế này. Bộ cánh sáp trắng. Đây. Thì đối với những cái hoa yếu như thế này chúng ta đừng có đánh giá cái chuyện là cây nó bay hay là nó không bay cả nhà ha. Để mà đánh giá một cái mặt hoa nó công tâm thì chúng ta cũng phải có một cái cây nó tương đối là mạnh khỏe, chúng ta làm hoa cho nó đàng hoàng thì chúng ta đánh giá. Còn cái hoa này là cái hoa ép nở vào mùa xuân. Thì nó như vậy thôi. Chúng ta xem qua để biết được cái màu sắc của hoa cây Cố Hương nó như thế nào mọi người nha. Đó, đây là hoa cây năm cánh trắng Cố Hương. Tạm xem như vậy đi. Rồi một thời gian nữa khi mà cây nó đạt chín mùi làm hoa, mình sẽ làm cho mọi người xem nha. Năm cánh trắng Cố Hương. Rồi, chúng ta tạm xem như vậy đi. Khoan hẳn đánh giá cây này nó như thế nào, tại vì cái hoa chúng ta xem không phải là cái hoa chuẩn mọi người nha. Cái hoa gượng ép, hoa gọi là hoa hoa ép cho nên là nó chỉ được như vậy thôi. Rất là nhiều cây nó hoa nó bị biến dạng đây nè. Kể cả những cái hoa còn ở đây nó cũng bị biến dạng luôn. Cho nên là những cái hoa này không đánh giá được mọi người ha, chúng ta chỉ xem qua về màu sắc thôi. Đó, video ngày hôm nay thì mình cho quay cho mọi người xem về cây năm cánh trắng Cố Hương. Rất tiếc là hoa không chuẩn để quay cho mọi người xem để biết được cái vẻ đẹp thật sự của nó ha. Hy vọng là một thời gian tới mình sẽ làm hoa nó đạt hơn. Mình sẽ có những cái video sau để gửi đến các cô chú anh chị ha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video hoa nở đẹp. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ha. Anh chị nào chưa bấm nút like thì chúng ta bấm nút like. Rồi, bye bye cả nhà nha.